Những người bị suy gan và suy thận thì là đặc biệt rồi, thì còn có những cái đối tượng đặc biệt khác chúng ta cần phải quan tâm trong cái sử dụng thuốc, đó là phụ nữ có thai, đó. Thai nhi, rồi người già, trẻ em, đó. Thì các em biết là gì? Cái việc cá thể hóa việc sử dụng thuốc rất là quan trọng đó. Nên các em thấy là đối với các tình trạng sinh lý, tình trạng bệnh lý đều rất ảnh hưởng rất là nhiều đến dược động học, dược lực học. Bệnh lý ví dụ như là suy gan, suy thận thì chúng ta đã có một cái bài riêng cần phải tính đó. Tính để làm sao lựa chọn thuốc như thế nào, hiệu chỉnh liều như thế nào đó. Thì ngoài ra còn những cái đối tượng đặc biệt khác đó, ví dụ như phụ nữ có thai, cho con bú, trẻ em, người già đó. Những đối tượng này thì sinh lý cũng sẽ thay đổi rất là nhiều đó. Mục tiêu thì chúng ta đánh phải tính được cái đầu tiên chúng ta phải xem được cái sự thay đổi về dược động học. Vì hôm chúng ta học cái mảng của cô là phải học về PK đó, vì thay đổi dược động học của các đối tượng sử dụng thuốc đó. Ngoài ra nữa là gì? Ở đây còn thiếu người mang thai, trẻ em, người già nữa đó. Trình bày được nguyên tắc sử dụng thuốc, một số những cái sử dụng một số thuốc chính. Thứ nhất là về phụ nữ có thai thì các em biết rồi đó. Phụ nữ có thai cũng là một cái yếu tố rất là dễ nhạy cảm đó. Thì các em biết là nếu mà sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai thì ai sẽ là yếu tố nào bị dễ nhạy cảm nhất, đó là thai nhi đó. Ví dụ như là cái trường hợp năm 1961, các em biết cái thảm họa thalidomide rồi đó. Thalidomide được sử dụng đó cho phụ nữ có thai đó, thì chống trầm cảm. Thì các em thấy là gì? Sau đó thì những đứa trẻ được sinh ra đời đó thì sẽ có một cái hiện tượng gọi là phocomolia, nghĩa là gì? Cụt tay, cụt chân, cụt hết các chi đó. Rất là, nói chung đó là trở thành một, người ta gọi là cái thảm họa đó. Hoặc là ví dụ như là gì? Ví dụ như là gì? Thalidomide, à cô quên nói, thalidomide là thuốc chống nôn đó. Còn ví dụ như là dietinstibestrone đó, thì thuốc này là thuốc ngừa sảy thai, được sử dụng để cho những cái trường hợp mà những cái phụ nữ mà có nguy cơ là dễ dọa sảy thai đó. Tuy nhiên sau này người ta mới thấy được là gì? À, cuối cùng là những người này là bị ung thư cổ tử cung đó. Cái đó là ảnh hưởng trực tiếp đến phụ nữ có thai, còn này là ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi đó. Phụ nữ có thai, thứ nhất là ảnh hưởng của thuốc, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh sản và thai nhi đó, bởi vì thuốc dùng cho mẹ có thể gây tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình phát triển và sinh sản đó. Thì các em thấy này, mà thai nhi thì đương nhiên rồi, là nó được nuôi trực tiếp, nối trực tiếp từ tĩnh động mạch, tĩnh mạch mẹ, động mạch mẹ đó, thông qua cái hệ nhau thai, cho nên là sẽ có một số lượng thuốc nó sẽ gì đi được từ hệ tuần hoàn của mẹ đi trực tiếp vào nhau thai, đi vào thai nhi đó. Thì đương nhiên nó cứ tùy thuộc vào bản chất của thuốc nữa đó. Đó, thì các em thấy này, đối với người mẹ mang thai từ tuần thứ 0 cho đến tuần thứ 40 thì dinh dưỡng qua nhau thai là phần lớn. Đó, các em thấy dinh dưỡng qua dưỡng mạc thì chỉ từ 0 đến 8 tuần, nhưng mà bắt đầu từ gì, dinh dưỡng từ tuần thứ 8 trở đi, các em thấy dinh dưỡng qua nhau thai là chiếm phần lớn, rất là quan trọng. Cho nên là những cái giai đoạn này bắt đầu là gì, thuốc ảnh hưởng rất là lớn này. Ví dụ một số những cái ví dụ những cái thuốc mà gây ảnh hưởng trực tiếp trên thai nhi đó,
Ví dụ như các em thấy là thuốc huyết áp này, nó ảnh hưởng đến gì, những cái chu kỳ nào, giai đoạn thứ ba của thai kỳ. Đây là những cái giai đoạn của thai kỳ, ví như là tất cả, nghĩa là ba giai đoạn luôn, giai đoạn 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối, ví như cái suy thận này, thấy chưa? Đó. Hay là ví dụ như là các thuốc ngủ, an thần gây ngủ, chống động kinh, đó. Thì ví dụ như là sẽ gây gì? Nếu như mà thuốc ngủ thì nó sẽ ảnh hưởng cả ba giai đoạn đó. Nếu như chúng ta dùng nhiều thì nó sẽ gây nghiện đối với thai nhi, hoặc là các benzodiazepine thuốc chống động kinh thì nó sẽ gây gì, tổn thương ống thần kinh chẳng hạn đó. Hoặc rượu thì chắc chắn rồi, gây triệu chứng gì, nghiện rượu ở thai nhi đó. Hoặc là gì nữa, tetracycline biết rồi, kháng sinh đúng không? Kháng sinh này thì có khả năng có cái xu hướng là tạo phức với răng và xương ở thai nhi, bởi vì nó chưa hoàn thiện đó, cho nên là nó sẽ gây gì, vàng răng, và gây biến đổi sự gì, sinh trưởng của xương, cho nên là thai nhi không phát triển được, hoặc là sẽ nếu như trẻ mà ra đời thì nó sẽ gây còi xương đó đó chẳng hạn, vân vân, rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ đi vào xem thử là cụ thể nó như thế nào của từng cái nhóm thuốc đó, lý do cơ chế vì sao. Phụ nữ có thai thì khi dùng thuốc mà thuốc ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi thì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Yếu tố có thể là gì, về thuốc, bản chất của thuốc, bản chất của thuốc, ví như là thuốc đó có khả năng khuếch tán ít hay nhiều qua nhau thai chẳng hạn. Và thứ hai là cơ chế tác dụng có hại của thuốc thì đương nhiên rồi, sau khi đã vào được nhau thai thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên thai như thế nào. Có thuốc đó thì là gây gì, tổn thương thận, ống thần kinh, xương đó, hay là gây các cái triệu chứng nghiện vân vân đó. Thứ hai là gì, về cái liều lượng thuốc và thời gian dùng thuốc của người mẹ, cái này nó sẽ dẫn đến là cái liều thuốc đưa vào cơ thể đó. Người mẹ dùng liều như thế nào và thời thời điểm người mẹ dùng thuốc đó, người mẹ dùng thuốc thời gian kéo dài hay là ngay dùng thuốc ngay trước khi bú thì nó sẽ khác với cái thời điểm mà vừa bú xong mà uống thuốc đó, khác nhau hoàn toàn. Khả năng vận chuyển thuốc từ mẹ vào thai nhi đó, thì cái này thì đương nhiên là gì, có một số người mẹ thì hấp thu rất là tốt đó, nghĩa là lưu lượng máu từ từ mẹ mà đi vào thai nhi qua nhau thai lớn hay không, cái này phụ thuộc vào khả năng trạng thái sinh lý của người mẹ. Rồi khả năng thải trừ thuốc ra khỏi cơ thể mẹ và thai nhi, cái này cũng phụ thuộc vào gì, thận của mẹ nữa, gan của mẹ nữa. Nếu mà gan và thận của mẹ mà sao suy giảm chức năng thì thuốc sẽ tích lũy, và khi tích lũy thì nó lại gì, xoay vòng, nó lại gì, có khả năng gì, đi vào nhau thai lần nữa. Nó xoay vòng trong cơ thể, trong tuần hoàn. Đặc điểm di truyền của thai nhi và giai đoạn phát triển thai của người mẹ dùng thuốc đó, ví dụ như là gì các em, ví dụ như là giai đoạn đầu tiên, chu kỳ thứ hai, 3 tháng cuối, nó sẽ ảnh hưởng khác nhau hoàn toàn dưới tác dụng của thuốc đó. Thứ nhất về yếu tố về thuốc, bản chất của thuốc, thuốc vận chuyển thuốc qua nhau từ mẹ sang thai nhi thì thường là những thuốc có cái xu hướng là gì các em. Thứ nhất, kích thước phân tử phải nhỏ đó, các em thấy là kích thước phân tử nhỏ là dưới 1.000. Thứ hai nữa là gì, có cái xu hướng là gì nữa, kích thước thứ hai nữa là thuốc phải tan trong gì các em. Theo các em thì qua nhau thai thì thuốc phải tan trong lipid hay là tan trong nước, tan trong gì à? Đúng rồi, tan trong lipid, tan trong lipid đúng không đó. Thuốc tan tan trong lipid thì rất dễ khuếch tán qua nhau thai đó, ví dụ như là thuốc mê thiobentan. Cho nên là đối với phụ nữ mà có thai thì người mà nếu như phẫu thuật gì đó thì người ta không hạn chế sử dụng thiobentan, người ta thay bằng thuốc thuốc gây mê gây tê khác sử dụng trong phẫu thuật đó, ví dụ như là
Dobutamine chẳng hạn, thuốc mà nên dùng cái thuốc giãn cơ trực tiếp thôi. Đó, rồi người ta dùng thêm thuốc tê đó. Chứ người ta sẽ tránh dùng thiobentan. Đó. Thuốc có trọng lượng phân tử phải nhỏ hơn 1.000. Đó, ví dụ như là thuốc khoảng 250 đến 500 thôi. Đó. Cho nên là các em thấy là gì? Ví dụ như là heparin và warfarin. Heparin mà chuỗi lớn, các em học heparin chuỗi lớn và chuỗi nhỏ chưa? Còn nhớ không? Đó, thì heparin, nếu heparin phân tử chuỗi lớn heparin thì và warfarin là hai thuốc gì nè, còn nhớ không nữa nè? Thuốc chỉ định trong gì? Có tác dụng gì trong nhóm gì? Heparin và warfarin. Đúng rồi, chống đông máu. Thì hai thuốc này thì warfarin phân tử nhỏ, còn heparin có phân tử lớn. Vậy thì theo các em thì warfarin và heparin người ta sẽ lựa chọn gì cho phụ nữ có thai? Sử dụng, người ta thường hay sử dụng heparin. Đó. Còn warfarin thì chống chỉ định cho phụ nữ có thai, bởi vì nó gì? Phân tử rất là nhỏ và nó có khả năng đi qua được nhau nhau thai. Đó. Thì đó là như vậy, vận chuyển thuốc qua nhau thai từ mẹ sang thai nhi thì người ta phải đánh giá thứ nhất là về trọng trọng lượng phân tử. Đó. Thứ hai là về tính phân cực. Đó. Những thuốc phân cực nghĩa là tan trong nước nhiều thì nên dùng. Đó, bởi vì nó khó đi qua nhau thai. Còn những thuốc mà không phân cực tan trong lipid thì không không nên. Đó, không nên sử dụng cho phụ nữ có thai. Đó. Còn thứ hai là về gì? Thời điểm sử dụng thuốc, cái này ảnh hưởng rất là lớn. Đó. Thì các em thấy là có những cái giai đoạn gì nó mới bị sao đây, người ta chia thai kỳ thực ra là không phải là ba cái trimester, là người ta nói cái giai đoạn đó một cách tương đối, nhưng còn chính xác thì người ta chia thành ba thời kỳ theo những pha phân đoạn và theo thời kỳ phôi. Đó, thời kỳ tiền phôi là cái thời kỳ mà trứng với tinh trùng gặp nhau, nó tạo thành đó, cái hợp tử và nó bắt đầu phân đoạn. Thì giai đoạn này là trong vòng 17 ngày. Đó, thì 17 ngày sau khi trứng thụ tinh, người ta gọi là quy luật tất cả hoặc không có gì, nghĩa là sao? Nghĩa là thuốc đi qua nhau thai đi vào. Nếu thuốc đó ảnh hưởng trực tiếp lên cái phôi này, lên cái trứng nở thụ tinh này thì một, ảnh hưởng trực tiếp có độc tính thì nó sẽ có một trong hai kết quả xảy ra. Một là gì? Có ảnh hưởng ngay lập tức thì phôi đó ngừng phân đoạn và coi như là không phát triển nữa, biến mất. Đó. Còn thứ hai là gì? Trường hợp thứ hai là nếu mà phôi đó làm sao vẫn không bị ảnh hưởng thì nó sẽ gì? Hoặc là bị tác động nhưng mà nó vẫn gì? Nó vẫn vượt qua được thì nó sẽ phát triển phân đoạn bình thường, nghĩa là quy luật tất cả hoặc không có gì. Một là chết, hai là bình thường chứ không có ảnh hưởng, không có nói gì đến cái gọi là chức năng của cái thai gì cả hết. Đó. Còn thời kỳ phôi là thời kỳ từ ngày 18 đến ngày 56, thì lúc này bắt đầu là gì? Bắt đầu là các tế bào nhân lên rất là mạnh. Đó. Nhân lên rất là mạnh và bắt đầu là phân chia ra các cái biệt hóa các tế bào ra, thì nó sẽ ảnh hưởng hình thái của đứa trẻ, bởi vì độ nhạy cảm với độc tính thuốc là lớn nhất. Thuốc đưa vào lúc này thì thai nhi có thể vẫn phát triển nhưng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến hình thái chức năng của đứa trẻ. Đó, ví dụ như là bắt đầu là gây bắt đầu tổn thương ở đây, ví dụ như là sau này trẻ nó sẽ cụt tay cụt chân, nó thiếu các cái biệt hóa của một số những cái tế bào trong cơ thể, tế bào tim, thận, gan, mắt, vân vân, là ngay từ đây rồi. Còn thời kỳ thai là từ tuần thứ 8 đến 9 tới lúc sinh thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cấu trúc chức năng của các cơ quan, những cái cơ quan mà phát triển đến cái lúc sinh luôn này, hệ thần kinh trung ương, mắt, tai, răng, bộ phận sinh dục ngoài. Cho nên các em thấy là một số trẻ là
đừng có nói là tới gần lúc sinh 3 tháng cuối mà một số những cái thuốc mà đưa vào thời điểm đó vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến cái hình thái chức năng của một số những cái bộ phận của trẻ. Đó, ví dụ như là nếu không là ra đời nó cũng sẽ bị gì các dị tật bẩm sinh đó, ảnh hưởng ví dụ như là tai, là lúc này là gì, hình thái của tai thời kỳ phôi là có hết này, nhưng đến thời kỳ thai này mà bị độc tính của thuốc có thể là bị gì, bị thính lực là không có này đó, hoặc là ví dụ như là mắt thì mù mắt này bẩm sinh này đó. Đó các em thấy đây, khi mà trứng này gặp tinh trùng này bắt đầu pha phân đoạn này, hai này bốn tám tế bào này đó, thì cái này giai đoạn này mà dưới 17 ngày thì một là nếu như thuốc vào, một là sẽ gây sảy thai ngay, gây ngừng phát triển luôn. Còn nếu pha thai mà qua được cái này vẫn phát triển thì nó không ảnh hưởng gì trong giai đoạn sau, nghĩa là hình thái chức năng của các tế bào là chưa được biệt hóa đó, cho nên là giai đoạn này là một là ngừng thai lưu, chết thai lưu luôn đó, sảy thai luôn đó. Đây, thời kỳ từ 15 đến 57 ngày là thời kỳ phôi, thời kỳ thứ hai lúc nãy cô nói nó tạo thành các cơ quan, thì những thuốc có khả năng gây quái thai ngay, bởi vì lúc này là các tế bào đang biệt hóa mà đó. Ví dụ như là thalidomide, các thuốc độc tế bào, ví dụ như là các thuốc ung thư từ người mẹ, methotrexate rồi vân vân đó, rượu, warfarin, retinoid, thuốc chống động kinh, ribavarin, androgen, những cái thuốc hormone sinh dục thì chắc chắn này đó, nguyên là nó thay đổi hình thái của tế bào này đó, lithium đồng vị, hạ huyết áp đó, các thuốc an thần chống động kinh vân vân đó, đó là những thuốc có khả năng gây quái thai thời kỳ thứ hai, thời kỳ phôi. Còn thời kỳ thai là sau cái giai đoạn này đó, thì cơ quan tiếp tục phát triển hoàn thiện nhưng ít nhạy cảm hơn thời kỳ phôi, tuy nhiên nó vẫn làm giảm tính hoàn thiện về cấu trúc chức năng của những cái cơ quan mà chưa hoàn thiện tới lúc sinh. Các em biết là một số những cái cơ quan là đến tháng thứ 9 là vẫn còn đang tiếp tục hoàn thiện, như hệ thần kinh trung ương, mắt, răng, tai, bộ phận sinh dục, ngay cả bộ phận sinh dục thì các em thấy rồi đó, là đến khi mà trẻ ra đời đến dậy thì bộ phận sinh dục vẫn đang phát triển đúng không, cho nên là ở trẻ vẫn là gì, thai nhi sẽ sơ sinh rồi ra, vừa ra đời rồi trẻ em mà dưới gì 8 tuổi người ta vẫn chống chỉ định các hormone sinh dục, là vì vậy vì nó ảnh hưởng trực tiếp vẫn làm giảm tính hoàn thiện của các cái cơ quan này đó. Đó các em nhìn này đó. Đó, thần kinh trung ương là đến từ thời kỳ nhạy cảm từ 3 đến 5, nhưng mà ít nhạy cảm là từ 6 đến lúc sinh, nghĩa là lúc sinh vẫn còn, đến lúc trước khi ra đời là vẫn ảnh hưởng bởi thuốc của mẹ, mắt đó, bộ phận sinh dục ngoài đó, các em thấy vẫn bị ảnh hưởng. Cho nên là gì, đối với người phụ nữ có thai thì mình là y, trong ngành y là mình phải khuyên bệnh nhân phụ nữ có thai là gì, tuyệt đối không sử dụng các thuốc đó, hạn chế đến mức tối đa, nếu có thì phải có sự hướng dẫn chỉ định của mình, và đồng thời là gì, không không có là gì chủ quan trong tất cả các giai đoạn từ tháng đầu tiên cho đến tháng cuối cùng. Và ngay cả là các em thấy đó, lát nữa các em thấy là ở ngay cái phụ nữ mà cho con bú cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi đó. Đây, một số những cái thuốc tác dụng trên bào thai và trẻ sơ sinh đó, ví dụ như là thuốc gì đây, thuốc gì à, hỏi thử một bạn, thử bạn nào trả lời đi, nhắn tin vô là cho khỏe. Đúng rồi, hạ huyết áp, ức chế mang chuyển đó, tác dụng có thể gì, thiếu oxy máu ở thai nhi, trẻ sơ sinh đó, rối loạn chức năng thận đó, thiểu ối, chậm tăng trưởng ở tử cung. Đây các em thấy bây giờ nội thất hạ huyết áp là đó, là nguy cơ rất lớn cho thai nhi và trẻ sơ sinh rồi đó. Theo dõi thai nhi nhớ điều trị lâu dài trong 3 tháng thứ hai thứ ba. Gì nữa, beta blocker cũng là thuốc gì, thuốc gì hạ huyết áp đúng không, đó đó là làm hạ huyết áp ở trẻ, rồi chậm nhịp tim ở trẻ sơ sinh, tăng đường huyết
nhớ không, nhớ tăng đường huyết không đó. Vì sao nó tăng đường huyết này còn nhớ không? Đây là tác dụng phụ điển hình của beta blocker à. Corticoid à, quá dễ rồi à, ức chế tuyến thượng thận của thai nhi đó, phụ thuộc liều và khoảng cách điều trị đúng không? Thì cái corticoid này thường là chúng ta muốn điều trị cho người bình thường mà muốn để ít ảnh hưởng đến cái trục tuyến thượng thận, tuyến dưới đồi đó là tuyến yên, thì người ta cũng phải gì giảm liều và giảm khoảng cách điều trị. Đó là người bình thường thì thai nhi, đối với phụ nữ có thai thì chắc chắn cũng giảm được cái nguy cơ thì người ta cũng làm như vậy. NSAID à, NSAID thì là ảnh hưởng trực tiếp đến gì, đóng móng động mạch sớm và suy thận ở thai nhi đó, cho nên là phải tránh sử dụng sau 28, sau tuần 28 đó, bởi vì các em thấy là cái giai đoạn này là sau tuần 28 là cái tuần mà bắt đầu hoàn thiện cái gì hệ thống này, động mạch này, hệ thần kinh này đó, mạch máu này đó. Opioid thì biết rồi, điển hình nhất là morphine, nó gây suy hô hấp đúng không đó, rồi gây gây nghiện, cho nên xuất hiện triệu chứng cai thuốc ở trẻ sơ sinh đó, cho nên nguy cơ nó sử dụng lâu dài này đó. Phenothiazine à, cũng vậy, cũng gây ra triệu chứng cai thuốc đó. Triệu chứng ngoại tháp thoáng qua, biết triệu chứng ngoại tháp rồi chưa, là cái ở những người mà cái triệu chứng này gần giống như người bị Parkinson á đó. Do thiếu hụt dopamine đó. Thuốc chống trầm cảm 3 vòng đó, gồm có hai loại thuốc chống trầm cảm, thuốc chống trầm cảm 3 vòng và ức chế giải phóng serotonin đó, thì cái này cũng sẽ gây ra triệu chứng cai thuốc ở trẻ sơ sinh đó. Nghĩa là gì, nếu như mà sử dụng lâu dài hoặc vừa mới lúc sinh, vì sao có cái khái niệm gần lúc sinh, các em thấy để ý này, nguy cơ nó sử dụng gần khi sinh, bởi vì vì sao các em biết không, bởi vì trong cái quá trình thai nhi trong bụng mẹ thì trẻ thải trừ thuốc thông qua thận của người mẹ đúng không, bởi vì lúc này thận đứa trẻ chưa hoàn thiện đâu, nhưng mà khi vừa gần lúc sinh mà người mẹ uống thuốc và lúc này thuốc vào cơ thể trẻ và lúc này là chưa kịp thải trừ ra, thì sau đó là phụ nữ có thai là sinh trẻ ra đời, thì lúc đó là gì, thuốc đang tích lũy trong trẻ sơ sinh và lúc này thận thì chưa hoàn thiện, mà thận chưa hoàn thiện thì không thải trừ kịp, cho nên là thuốc sẽ tích lũy trong một thời gian dài đó, và như vậy sẽ gây ra các triệu chứng cai thuốc đó, lưu ý. Còn đương nhiên là nếu như mà phụ nữ có thai mà sử dụng lâu dài thì nguy cơ ở trẻ là triệu chứng cai thuốc là đúng rồi, còn ví dụ như là vừa gần lúc sinh mà chúng ta uống một liều đó, thì khi sinh trẻ ra thì trẻ sẽ bị gì, tích lũy thuốc trong thời gian dài ngay, bởi vì thận chưa hoàn thiện. Nhớ vậy, trẻ ở 9 tháng tuổi thì thận mới hoàn thiện như một người bình thường, lưu ý. Cho nên các em thấy là trẻ trong vòng 1 tuổi là không nên gì, ví dụ như ăn dặm là không nên cho gia vị, thường là từ 9 tháng đến 1 tuổi thì là bắt đầu thận mới hoàn thiện như người lớn, cho nên tốt nhất là trong vòng 1 tuổi thì ăn dặm bắt đầu từ khoảng tháng 6, tháng 7 thì đó, thì đến 1 tuổi thì chúng ta nên không cho gia vị mắm muối gì cả, chúng ta nên để gì thức ăn dặm là chỉ lấy cái độ ngọt là từ chính các cái gì rau củ rồi protein trong thịt cá thôi đó, chứ còn nếu như cho gia vị vào thì nguy cơ trẻ rất dễ bị suy thận nữa đó, bởi vì là nó và bởi vì là nó chưa có thải trừ được đó. Đây đây, cái này cô vừa mới nói lúc nãy này đó, ảnh hưởng của thuốc dùng cho phụ nữ có thai đối với trẻ sau khi sinh xong đó, sau khi sinh xong đó, khả năng thải trừ thuốc của trẻ sơ sinh vừa ra đời là rất kém, cho nên tích lũy và gây độc, cho nên lưu ý thuốc.
cho phụ nữ có thai gần ngày sinh. Đó. Cho nên chúng ta cần phải giảm liều từ từ thuốc chống trầm cảm và thuốc an thần dùng cho mẹ lấy tới lúc gần ngày sinh. Đó. Nghĩa là tới lúc gần sinh thì chúng ta giảm liều từ từ hai những cái thuốc dùng cho mẹ, và tốt nhất là trước lúc sinh thì không dùng nữa để hạn chế độc tính lên trẻ. Chứ còn mà vừa gần vừa sinh mà vẫn dùng bình thường mà tích lũy trong trẻ ngay. Đó. Như vậy nguyên tắc cơ bản đó là gì? Về độc tính của thuốc đối với sinh sản, bốn nguyên tắc: thuốc được dùng với liều dùng cụ thể nó phụ thuộc, thứ hai là về tính nhạy cảm tùy theo đặc điểm di truyền của từng từng loài đó, của từng từng loại, của từng loại đó, thời điểm sử dụng thuốc trong thai kỳ và cơ chế tác dụng độc tính đối với sinh sản đó. À, ví dụ như là về thuốc được dùng với từng liều, cái này là độc tính của thuốc đối với sinh sản. Thì các em biết là ví dụ như là đối với liều A có thể là chưa chưa phải là gì, chưa có độc tính, chứ không phải là thuốc mà đã có độc tính là cứ vào liều liều dù thấp hay nhiều là đã có độc tính. Không phải, nó phụ thuộc vào liều cụ thể, nó gọi là liều độc đó, liều độc nữa. Rồi gì, tính nhạy cảm tùy theo đặc điểm di truyền đó. Ví dụ như là có những cái gia đình thì có những cái đặc điểm di truyền khác nhau thì tính nhạy cảm với từng thuốc cũng khác nhau. Hoặc là ví dụ đó, ví dụ như là với phụ nữ có thai thì có thể là người đó là thiếu những cái gen chuyển hóa, enzyme chuyển hóa nào đó. Thì ví dụ như là thuốc đi vào thì sẽ không chuyển hóa được và không thải trừ được, và nguy cơ tích lũy sẽ rất là cao. Đó, và như vậy là nó cũng nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Đó. Rồi thời điểm sử dụng thuốc trong thai kỳ thì lúc nãy nói rồi, nó có ba thời kỳ phôi, thời kỳ phân chia, biệt hóa và cuối cùng là thời kỳ thai. Đó, tùy và cơ chế tác dụng độc tính đối với sinh sản. Đó. Cái này là cơ chế tác dụng độc tính đối với sinh sản là tùy thuộc vào thuốc. Đó. Ví dụ như là cơ chế cái này phụ thuộc vào thuốc. Với những có thuốc là ví dụ như lúc nãy cô có cái ví dụ đầu tiên là về cái DS, là cái thuốc mà dietinstiberon đó, đó là thuốc mà điều trị cho dọa sảy thai nhưng nó lại cuối cùng lại gây ung thư tử cung. À, và như vậy là nó sẽ làm gì, độc tính đối với cái khả năng sinh sản của gì, đối với phụ nữ đó. Phân loại mức độ an toàn của thuốc đối với phụ nữ có thai đó. Cái này là phân loại theo FDA. Theo FDA thì người ta phân loại là thành 5 loại. Phân loại A, thuốc nhóm A là thuốc đã dùng rộng rãi cho phụ nữ có thai, được chứng minh không gây hại dị tật. Đó. Những cái thuốc này là đã chứng minh rồi. Ví dụ như là paracetamol, không có hại gì cả. Đó. Hoặc là chlorpheniramine. Đó. Cái B ví dụ như là được chứng minh không gây dị dạng trên súc vật, đã dùng cho một số lượng có hạn phụ nữ có thai và không thấy làm tăng tỷ lệ gây hại và dị tật. Đó. Thì là nhóm B là đã dùng cho một số lượng có hạn thôi. Đó. Nhóm C là có thể gây tác dụng có hại cho thai nhi, đó, do những cái tác dụng dược lý mà chúng ta đã biết sẵn. Đó. Ví dụ như là thuốc hạ huyết áp này, không gây dị tật nghe. Đó, ví dụ như là thuốc hạ huyết áp thì nó sẽ gây ảnh hưởng gì, thiếu oxy máu này, rồi gây hạ huyết áp ở trẻ này. Hoặc là vừa lúc nãy có cái nhóm gì đó, những cái ví dụ mà cô với nó là về không gây đó, ví dụ như là ức chế tuyến thượng thận của thai nhi. Đó là nghĩa là gì, do chính cái tác dụng dược lý của thuốc mà chúng ta biết ngay được là nó có ảnh hưởng đến thai nhi chứ nó không gây dị tật đó. Còn cái thứ ba, thứ tư là đã bị nghi ngờ hoặc cho rằng làm tăng tỷ lệ dị tật hoặc hủy hoại không hồi phục thai nhi đó. Nghi ngờ là cái này là gì, cái nhóm D là cái nhóm mà đã gây thử nghiệm ở trên động vật và thấy là có khả năng làm tăng tỷ lệ dị tật, không hồi phục.
Còn nhóm cuối cùng là cái nhóm mà đã chứng minh rõ ràng nguy cơ cao gây dị tật hủy hoại bệnh viện thai nhi, ví dụ như là thalidomide chẳng hạn, người ta xếp vào trực tiếp vào đây luôn đó, nghĩa là đã thấy ở trường hợp thực tế rồi đó. Còn trường hợp thứ D thì người ta đã nghiên cứu trên động vật và người ta thấy người ta không không sử dụng luôn đó. Ví dụ như là những cái nhóm mà gây tổn thương trực tiếp lên đóng ống NSAID chẳng hạn đó, đóng ống động mạch sớm này, người ta thấy rõ rồi cho nên người ta tránh sử dụng sau tuần 28 này. Hoặc là ví dụ như là các thuốc mà điều trị loét dạ dày tá tràng mà nhóm ức chế bơm proton đó, cái gì vậy, kể cho cô Nga thử một thuốc ức chế bơm proton nè. Ô mê hả? Ô mê, đúng rồi, omeprazole. Ức chế bơm proton. Còn cái nhóm gì nữa? Có một cái nhóm kháng histamine chứ, quên, kháng histamine H2. Kháng histamine H2 là gì? Còn nhớ không? Cimetidine, đúng rồi, cimetidine. Đó. Các em còn nhớ là một trong hai nhóm này thì nhóm nào là không dùng cho trẻ không? Nhóm nào? Cimetidine hay là omeprazole? Hả? Cetirizine và phesobenadine là kháng H1 nha. Cetirizine và phesobenadine là kháng H1 điều trị dị ứng. Còn omeprazole là ức chế bơm proton và cimetidine là kháng H2 là điều trị loét dạ dày này. Đó. Thì theo các em là kháng H2 hay là ức chế bơm proton là không được sử dụng cho phụ nữ có thai à? Đó là gì? Omeprazole đó, ức chế bơm proton thì không không nên dùng. Thì cái này là do nó có xếp vào cái nhóm D này này, đó là bị nghi ngờ đó, bị nghi ngờ là hoặc cho rằng làm tăng tỷ lệ dị tật. Cái này là không đủ dữ liệu mà lại bị nghi ngờ nữa, không đủ dữ liệu là bởi vì là chưa thực sự là sử dụng trên phụ nữ có thai, cho nên là người ta xếp vào nhóm này và là người ta không dùng, người ta thay đổi, người ta dùng qua cái cimetidine và ranitidine đó. Chứ còn cái nhóm X là nhóm chắc chắn là đã lỡ dùng cho phụ nữ có thai và thấy là nguy cơ rồi, ví dụ là thalidomide là miễn bàn đó. Theo FDA người ta phân loại thuốc trên theo thai kỳ á, thì người ta cũng quy định việc ghi nhãn cho phụ nữ có thai bao gồm những dữ liệu lâm sàng quan trọng về ảnh hưởng của thuốc này, độ an toàn của thuốc này, có thể sử dụng cho phụ nữ mang thai đó. Cái này thì thường là từng cái theo từng từng thuốc thì cái bảng người ta sẽ ghi ra rõ. FDA là người ta có những cái bảng là ghi gì, tóm tắt nguy cơ, đã nguy cơ, những cân nhắc lâm sàng và các cái những cái dữ liệu là đã đánh giá được là độ an toàn của thuốc như thế nào, và người ta sẽ cho được cái nguy cơ là để chúng ta lựa chọn ví dụ như là có thể sử dụng hay không trong những cái trường hợp nào đó. Còn ở châu Âu thì những cái thông tin yêu cầu phải cung cấp về việc ảnh hưởng của phụ nữ có thai thì bắt buộc phải bao gồm những cái dữ liệu liên quan đến kinh nghiệm về việc sử dụng thuốc trên người và kết luận từ nghiên cứu độc tính tiền lâm sàng đánh giá các nguy cơ thời kỳ mang thai đó, nghĩa là phải cung cấp rõ là muốn khi mà muốn chỉ định. Thường thì cái này là các em biết là khi muốn mà đăng ký một cái thuốc mới á, mà những cái thuốc đó là những cái thuốc mà cần phải, người ta bắt buộc vì những cái thuốc đó phải cung cấp các cái thông tin rõ là các đối tượng sử dụng được, ví như phụ nữ có thai hay là trẻ em, thì người ta phải cung cấp rõ các dữ liệu liên quan đến nghiên cứu, đến các kinh nghiệm và khuyến cáo và cách xử trí khi vô tình đã dùng thuốc. Nó thì ở châu Âu thì nó kỹ hơn một chút. Thì đó là về phân loại thuốc cho phụ nữ có thai. Còn về bây giờ chúng ta mới đi vào dược động học, mà phụ nữ có thai thì dược động học nó có dùng thay đổi là gì đó.
Nhìn vào đây thì các em thấy có nhiều đồng học cái gì đây? Thuốc. Về quá trình hấp thu thuốc thì người ta thấy rõ là gì? pH dạ dày tăng, nó làm giảm cái tốc độ làm rỗng dạ dày, nghĩa là như vậy là cái nhu động dạ dày sẽ chậm lại, đúng không? Cho nên là nó sẽ làm gì? Làm chậm thải trừ thuốc đó khi dùng bằng đường uống này. Rồi pH dạ dày nó cũng sẽ tăng lên do nó giảm tiết HCl. Mà như vậy là sẽ một số những cái thuốc mà 3 giờ yếu. Theo các em 3 giờ yếu thì sẽ tăng hấp thu hay giảm hấp thu nè? Những nói ngược lại đi đã. Thuốc ở dạ dày là có pH có tính axit thì thường là thuốc nào có xu hướng dễ hấp thu? Có tính axit yếu hay là bazơ yếu? Axit yếu là bazơ yếu. Axit yếu, đúng rồi. Thì ở đây phụ nữ có thai thì lại là pH dạ dày tăng do giảm tiết HCl, cho nên là có xu hướng hấp thu tốt các thuốc có tính bazơ yếu. Đó. Thứ hai là nhu động ruột, nhu động dạ dày cũng giảm, cho nên là gọi là giảm tốc độ làm trống dạ dày đó. Rồi nhu động ruột cũng giảm luôn đó, cho nên là nó làm chậm thải trừ thuốc khi dùng bằng đường uống đó. Thì như vậy là theo các em hấp thu sẽ tăng hay là giảm? Hấp thu sẽ giảm, đúng không? Đây. Nhu động ruột dạ dày sẽ gì? Giảm 30-40% ở 3 tháng thứ hai và tháng thứ ba, nên ảnh hưởng đến sự hấp thu của thuốc uống. Đó. Ngoài ra là thì đó là ở đường hấp thu ở đường tiêu hóa. Còn đường gì? Đường hô hấp hay bô ngoài da đặc âm đạo thì sẽ có ảnh hưởng là gì? Thông khí phế nang, lưu thông máu ở phổi tăng 30%, niêm mạc dễ sung huyết. Các em biết rồi, những người phụ nữ có thai thì các em thấy là da nó căng lên, ửng đỏ, niêm mạc dễ sung huyết, là lưu lượng máu ở da cũng tăng lên rất là nhiều, cho nên thận trọng khi sử dụng những cái thuốc đường hô hấp bôi ngoài da hoặc đặt âm đạo, nó sẽ hấp thu nhiều hơn. Đó. Rồi tại chỗ thì giãn mạch, lượng máu vào cơ vân và sự tưới máu vào mô ngoại biên tăng, nên là tim bắt thì hấp thu cũng sẽ tăng rất là nhiều. Các em cứ tưởng tượng phụ nữ có thai đó là cái gì nó cũng là co giãn, nó gì cũng giãn ra hết. Đó, người thì béo phì ra, giãn tăng lên, giãn mạch nè, rồi lưu lượng máu sẽ thông rất là lớn, bởi vì đó là một cái gì, một cái chức năng của phụ nữ có thai để giúp gì, tăng cái khả năng hấp thu ở một số những cái vùng đó, vận chuyển các cái chất dinh dưỡng đến cho trẻ. Hoặc là ví dụ như là béo phì thì phụ nữ có thai thì axit béo sẽ tăng lên đó. Còn cuối thai kỳ thì máu sẽ chậm hẳn ở cái chi dưới, đúng rồi, chân sẽ phù ra đó. Các em thấy chân phụ nữ có thai là phù ra đó, cho nên là tim vào mông đùi thì sự hấp thu sẽ không đều đó, tim tay và vai thì hấp thu sẽ tốt hơn đó. Cho nên là phụ nữ có thai thì nói chung thì xu hướng là bình thường thì tim tay và tim vai đó. Đương nhiên rồi, các em thấy là về cái cơ địa của phụ nữ có thai là dưới phần dưới là khi nào cũng phù ra, luồng máu chậm hẳn, cho nên là ảnh hưởng rất là lớn, hấp thu không đều đó. Còn về sự phân bố thì các em thấy là gì? Phụ nữ có thai thì lượng nước và lipid tăng lên, đúng không? Cho nên làm tăng thể tích phân bố đó. Mỡ cũng gì, tăng. Mỡ mà tăng thì nó gì, mà albumin huyết tương lại giảm, cho nên là mỡ tăng cạnh tranh với một số thuốc gắn vào albumin, cho nên là nó cũng làm tăng tỷ lệ thuốc tự do đó, mà tăng tỷ lệ thuốc tự do rồi tăng cả VD đó, cho nên cuối cùng là rất dễ tăng liều với những cái thuốc có phạm vi điều trị hẹp.
Đó. Nên là nguy cơ là thận trọng và chỉnh lại liều ngay. Ngoài ra đối với phụ nữ có thai thì thể tích mỡ tăng thì sẽ dự trữ một số những cái thuốc tăng trong mỡ, ví dụ như là thuốc gì? Gì các em đã học rồi. Ví dụ thuốc gì dễ tăng trong mỡ nè? Thuốc gì? Thuốc ngủ, thuốc mê, đúng rồi. Thuốc ngủ, thuốc mê. Học thực hành dược lý rồi đó. Thuốc mê gì à? Kể nghe thử nào, còn nhớ không? Phenobarbital mà thì thiobental, đúng rồi, nhiều lắm đúng không? Đó, còn về chuyển hóa thì sao? Chuyển hóa thì chủ yếu là qua gan với cái nhóm enzyme chuyển hóa là cytochrome B450 đó. Mà ở phụ nữ có thai thì chuyển hóa qua gan cũng tăng do gây cảm ứng enzyme. Một số những cái nhóm enzyme thuộc cái họ cytochrome B450 này tăng, cho nên là nó sẽ gây tăng chuyển hóa đó. Còn về bài xuất thuốc thì sao? Thải trừ thuốc thì biết rồi, tốc độ lọc thận, lưu lượng máu qua thận ở phụ nữ có thai cũng tăng đó. Tăng cho nên là hệ số thanh thải qua thận một số thuốc sẽ tăng lên đó. Các em nhìn thấy này, sự phân bố này, thể tích máu của mẹ tăng khoảng 20% giữa thai kỳ đó, ảnh hưởng đến sự phân bố những cái thuốc tan nhiều trong nước. Nó ví dụ như là nó là những cái thuốc tan nhiều trong nước như là gentamicin đó. Nồng độ albumin thì lại giảm à, nồng độ albumin thì giảm thì không cần hiệu chỉnh liều vì nguyên nhân này, nhưng về cái thể tích máu và mỡ tăng thì nó lại là gây gì, gây làm cạnh tranh với một số thuốc gắn với albumin, thì chúng ta lại cần phải có thể gì, hiệu chỉnh liều với những cái thuốc tăng nhiều, liên kết nhiều với protein huyết tương đó. Lượng mỡ tăng từ 3 đến 4 kg cho nên là cần phải tăng tỷ lệ phân phân tăng tỷ lệ tăng tỷ lệ mà những cái thuốc hấp thu vào trong mỡ như là thuốc ngủ, thuốc gây mê đó. Nên là những người này mà muốn gây mê ngủ thì cần phải tăng liều đó. Thì các em biết rồi, bởi vì trong tế bào mỡ thì có rất là nhiều receptor gì à, còn nhớ không? Có nhiều receptor gì ở những người mà nhiều mỡ béo phì đó, thì tế bào mỡ có nhiều receptor gì mà khi sử dụng thuốc ngủ, thuốc gây mê thì chúng ta cần phải tăng liều, đó là gì? BT3 là cái gì? Beta 3 à, và gì nữa? BT3, đúng rồi đó. Ngoài ra nữa là gì, trong tế bào mỡ còn có những cái gì nữa, các receptor gì, receptor cầm đó. Receptor cầm là những cái receptor mà gọi là acceptor đó. Silent receptor là những cái receptor mà thuốc gắn lên receptor đó, nó không có tác dụng dược lý gì cả đó. Cho nên như vậy, đối với những người béo phì mà nó có thai mà muốn cái này, sử dụng những cái này mà có hiệu quả điều trị thì phải tăng liều đó. Về sự chuyển hóa đó, như là nói rồi, nó tăng hoạt động của một số những enzyme chuyển hóa nhóm cytochrome B450 đó, CYP A và 4 này, CYP 2 D 6 này đó, vân vân. Và những cái đây là enzyme của pha máy, enzyme oxy hóa của pha máy của quá trình chuyển hóa này, pha 1 đúng không? Còn đây là pha 2 nè, đó, transferase glucuronosin, đó là pha 2, đúng không? Đó, cho nên là mà đã tăng hoạt động thì nó sẽ làm tăng chuyển hóa một số thuốc, cho nên là cũng cần phải tăng liều, đó. Nhưng mà riêng đối với hai cái ship 1A2 và ship B2C19 thì lại làm giảm hoạt động. Đó. Thì như vậy là gì? Rất là khó dự đoán ở
cái về cái vấn đề chuyển hóa của thuốc này cũng khó dự đoán. Có lúc thì nó làm tăng hoạt động, nhưng có một số cái dòng cái hệ là ship 1A2, ship 2C lại giảm hoạt động đó, cho nên cũng khó dự đoán. Còn sự thải trừ thì ở phụ nữ có thai, thì nói chung là phụ nữ có thai thì các chức năng hoạt động rất là mạnh mẽ đó, ngay tốc về thận cũng vậy, tốc độ lọc cầu thận này tăng khoảng 50% và vẫn tiếp tục tăng đó. Cho nên những loại thuốc mà được bài tiết là gì không thay đổi qua thận như là lithium digoxin và penicillin, vì nó tăng sự thanh thải đó, cho nên là nồng độ ổn định cũng sẽ gì thấp hơn, SSC đó là thấp hơn đó, là lưu ý. Như vậy nguyên tắc dùng thuốc cho phụ nữ có thai phải dùng những thuốc không ảnh hưởng gì đến thai nhi đó. Nguyên tắc dùng thuốc là hầu như những cái thuốc là đều có khả năng ảnh hưởng xấu và không thể được xác định được các ảnh hưởng nhỏ đó. Ngoài ra còn phụ thuộc vào cái gì nữa các em? Thay đổi sinh lý của bà mẹ này, rồi là khó khăn trong nghiên cứu, bởi vì hầu như chúng ta không thể nghiên cứu trực tiếp lên phụ nữ có thai, mà chúng ta chỉ sử dụng các cái gì các cái động vật như chuột có thai, thỏ vân vân thôi đó. Cho nên là giả định tất cả các loại thuốc có hại cho đến khi được kiểm chứng đó. Thì đó là nguyên tắc đối với các loại loại thuốc mà chúng ta muốn sử dụng cho phụ nữ có thai, là cần phải lưu ý là luôn luôn coi như giả định là đều có hại hết và cần phải được kiểm chứng xong đã, thì chúng ta mới thấy. Ví dụ như bây giờ chắc chắn là một số, ngay cả vitamin thì theo các em là có an toàn phụ nữ có thai không? À, có an toàn không? Có, nhưng nó phải phụ thuộc vào liều, đúng không? Và liều đó. Phụ nữ có thai phải nhu cầu phải có vitamin để mà cho quá trình gì chuyển hóa của cơ thể, bởi vì nó tăng tốc độ chuyển hóa, nó tăng hơn rất là nhiều lần đó. Phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ dậy thì đó, tuy nhiên nó sẽ không an toàn nếu như chúng ta sử dụng sai liều đó. Như vậy gì, như vậy cũng chứng tỏ là gì, vitamin cũng là thuốc ảnh hưởng xấu cho phát triển thai nhi, đúng không? Đó. Cho nên chúng ta nguyên tắc là gì? Giảm thiểu dùng thuốc, luôn luôn phải nói câu là gì? Đã là sử dụng thuốc thì phụ nữ có thai là phụ nữ có thai tuyệt đối không nên sử dụng thuốc. À, nếu đã phải sử dụng liều lượng nhỏ nhất có hiệu quả và đã được kiểm kiểm định. Đó. Lưu ý điều đó. Thai nhi là nhạy cảm nhất trong 3 tháng đầu. Đúng rồi. Nói chung là nhạy cảm nhất trong 3 tháng đầu, mà ngay cả trước khi có thai luôn là cũng cần phải 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 phải, phải là lưu ý luôn. Đó. Bởi vì ai biết được đâu, nếu mà đã có dự định có thai thì nên gì dừng việc sử dụng các loại thuốc luôn, bởi vì nó có thể thay đổi những cái chức năng. Ví dụ như là giờ trước khi có thai một thời gian rồi uống thuốc rồi ảnh hưởng đến chức năng thận, chức năng chuyển hóa, thì rồi sau đó là một số những cái thuốc dùng thời gian đó là nó đã tích lũy, thì đến khi có thai thì nó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nó. Rồi đọc hướng dẫn về sử dụng thuốc trong thai kỳ, nguy cơ hút thuốc lá, rượu thuốc, rồi không kê đơn, cái này thì đúng rồi đó. Đây một số những cái thuốc giới thiệu để các em biết là những vị những cái thuốc gì, nhóm thuốc sử dụng cho phụ nữ có thai này. Kháng sinh an toàn nhất trong thai kỳ thì chắc chắn rồi, hai cái nhóm beta lactam, penicillin và cephalosporin. Hai nhóm này thì chỉ có cái tác dụng phụ gì là nổi trội các em? Đúng rồi, dị ứng rất là quan trọng, đối mà rất là nguy hiểm đối với đường tim, với những người mà tiền sử bị mẫn cảm dị ứng đó, chứ còn lại là nó khá là an toàn. Ngoài ra những cái nhóm khác thì luôn luôn có các cái ảnh hưởng đến người bệnh người các đối tượng khác nhau, chứ không chỉ nói lên thai nhi không đó. Trimethoprim gây quái thai đó, bởi vì nó đối kháng axit folic, thì cái đối kháng axit folic này thì đương nhiên là cái cơ chế của nó để tiêu diệt
vi virus vi khuẩn rồi mà cuối cùng dùng cho thai nhi thì cuối cùng nó cũng nó thành là cái cơ chế gây phế thai luôn. Đó. Trimethoprim mà thuộc nhóm kháng sinh gì à? Ừ. Nhớ không? Trimethoprim mà nhóm kháng sinh gì còn nhớ không? Mà nhớ à? Sulfamid kháng khuẩn nó kết hợp với lại sulfamethoxazole đó tạo thành cái biệt dược gì Bactrim nhớ không, rồi aminoxid biết rồi gây độc tính trên tai, trên gì nữa hả, trên tai với trên gì nữa à, thận, fluoroquinolone à, fluoroquinolone là thuốc kháng sinh đường tiết niệu. Thì cái này nó có ảnh hưởng gì à? Vì sao nó có gì nên tránh, là vì sao nó có cái tác dụng phụ gì quên rồi? Hàn sùn à? Ừ, đúng rồi, gân xương khớp đúng không? Đó. Nó gây tổn thương, đúng rồi. Metronidazole. Ừ. Cái này là quái thai, người ta đã thấy quái thai động vật rồi và người ta không 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 test luôn ở trên người nữa. Đó mà nghĩa là trên người là trên phụ nữ có thai á, người ta đã thấy quái thai ở động vật rồi đó, kháng virus không nên sử dụng à. Kháng virus vì adenovir rồi đó, tất cả là đều có gây tổn thương đó. Thuốc chống nôn, thuốc chống nôn phụ nữ có thai thì nhiễm khuẩn thì phải dùng kháng sinh không nói, nhưng mà có hai cái nữa là gì rất hay dễ buồn nôn thì phải dùng thuốc chống nôn đó. Buồn nôn ói mửa có thể dùng, không dùng thuốc thì nên hạn chế dùng thuốc các em à. Các em biết là phụ nữ có thai mà cứ hay nôn mửa, như nhiều khi cô mà có trường hợp cô cũng không uống thuốc chống nôn bao giờ cả, thực ra là mình nên hạn chế đến mức tối đa đó. Mình có thể là ngủ thì nâng cao đầu này, chia nhỏ các bữa ăn ra này, rồi mình nói chung là cố gắng chịu đựng, bởi vì chứ còn là có những cái thuốc chống nôn đó nhưng mà không nên sử dụng đó, như là bromethazine, xylene, kháng histamine này, những cái thuốc mà giảm tiết dịch vị, ức chế trung tâm nôn này đó, hoặc là pyrazine tương tự là metoclopramide này đó, dù an toàn và hiệu quả hơn nhưng cũng khuyến cáo là không nên, và đặc biệt là trong giai đoạn đầu đó. Nếu như mà ấy quá thôi chứ còn thực ra không nên dùng. Giảm đau và chúng ta phải nên lướt nhanh đi cho hết giờ. Giảm đau ví dụ là paracetamol. Rồi. Cái này thì có thể dùng phổ biến hơn này, đúng không? Ibuprofen. Nói chung là chúng ta dùng NSAID thì an toàn hơn. Đó, nhưng mà chủ yếu là chỉ có para với ibu là hay dùng thôi. Đó. Rồi opioid à, thuốc opioid thì nó qua nhau thai, ức chế hô hấp và gây hiện tượng nghiện đó, hội chứng cai thuốc, cho nên là cũng gì tránh dùng đó, cũng tránh dùng. Thuốc tim tim mạch, thuốc tim mạch thì nếu như phụ nữ có thai mà có huyết áp thì cũng vẫn phải sử dụng, mà thuốc sử dụng theo các em thì trong nhóm này thì thuốc thuốc gì là hay sử dụng an toàn cho phụ nữ có thai, biết cô đã từng giới thiệu chưa? Ừ? Metindopa đúng rồi, metindopa là thuốc mà chỉ là chỉ định cho cao huyết áp trong thai kỳ à. À cái gì domperidone à? À domperidone cũng là cái thuốc chống nôn đó, tuy nhiên hiện nay là chưa chưa đủ dữ liệu cho nên người ta cũng khuyên là gì, khuyên là cái thuốc này là an toàn là không nên dùng trong 3 tháng đầu của thai kỳ đó. Vẫn có thể sử dụng được nhưng mà nên sử dụng trong 6 tháng cuối thôi đó, 3 tháng đầu thai kỳ thì không.
Đó, còn một số những cái thuốc này là angiotensin 2. Nói chung là cái nhóm ăn về cái hệ renin angiotensin thì không không sử dụng rồi này. Đó. Còn những cái nói chung là nên an toàn nhất là metindopa, labetalol. Đó. Hoặc là nifedipine phóng thích có kiểm soát. Đó, phóng thích có kiểm soát là cái dạng viên mà giải phóng kiểm soát ở trong kéo dài trong cơ thể đó là liều liều nhỏ đó. Đó. Thuốc trị loét dạ dày à, lúc nãy cô vừa mới nói này, antacid thì quá an toàn rồi đúng không, thuốc này là chỉ có trung hòa axit dịch vị giảm triệu chứng thôi đó, còn cimetidine nitidine thì dùng được, còn ome thì không này, bởi vì chưa đủ dữ liệu này đó. Sungraphat thì khuyến cáo đó, khuyến cáo là có thể sử dụng được đó, bởi vì thực ra thế này là nó cũng là thuốc gì ba bọc và niêm mạc thôi đó. Còn misoproton là thuốc gì mà vì sao chống gây sảy thai mà phải gây chống chỉ định đây, misoproton là thuốc gì gì à các em? Đúng rồi, tăng co bóp tử cung đó, cho những cái trường hợp mà ví dụ như là bị thai lưu, chết thai lưu rồi, đã sảy thai rồi này thì người ta sẽ sử dụng misoproton chỉ định cái này để làm gì, tăng thì tăng để tống gì, tống nhau thai, tống thai nhi ra ngoài. Đó, đương nhiên là với những cái trường hợp là sảy thai mà dạng nhỏ, chứ còn mà đã sảy thai mà dạng lớn rồi thì người ta cần phải phải, phải cắt nhỏ, cái đó là giống như phá luôn đó. Chứ còn mà những trường hợp mà mới thai mới 1 tháng trở lại thì người ta dùng, khi mà đã thai lưu rồi người ta dùng misoproton để tăng co tử cung đó. Thứ hai, sử dụng thuốc vào phụ nữ thời kỳ cho con bú. Cái này thì thôi con không có gì nói nữa. À, sữa mẹ rất là quan trọng rồi, đó đúng không? Và sữa thì nó cũng trực tiếp là đưa vào trẻ, mà người mẹ uống thuốc thì nó cũng sẽ gì? Bài tiết thuốc vào sữa. Thì đầu tiên những yếu tố quyết định lượng thuốc vào đứa trẻ thì đó là đầu tiên liên quan đến việc dùng thuốc của người mẹ. À, thuốc gì? À, bản chất thuốc như thế nào thì có khả năng bài tiết nhiều vào sữa. Thứ hai là dược đồng học của mẹ, cái này là sinh lý của mẹ, là mẹ thải trừ nhanh hay chậm và có khả năng mà cái chuyển vận chuyển thuốc đi vào trong sữa nhiều hơn, cái này phụ thuộc vào mẹ rồi không nói. Thứ hai là liên quan đến bài tiết sữa, đó là phụ thuộc vào cái thời điểm mẹ cho trẻ bú này, rồi thời gian như thế nào này đó, thành phần pH của sữa cũng ảnh hưởng đến mức độ bài tiết của thuốc và sữa đó. Ví dụ như sữa non thì ít lipid và protein hơn, sữa non là sữa khi vừa mới trong vòng 24 giờ sau sinh đó đó, còn sữa sữa chính thức thì lại nhiều lipid hơn đó, cho nên pH cao hơn nhiều, cho nên là nó cũng ảnh hưởng tới cái bài tiết thuốc vào, bởi vì bản chất của thuốc sẽ khác nhau là tính lipid hay là phân cực đó. Thì người ta nói là gì, thuốc có phân tử lượng nhỏ tan trong lipid không ion hóa, nghĩa là phân cực đó, sẽ dễ khuếch tán vào sữa hơn đó. Cái này là giống, cũng gần giống như là nhau thai vậy, qua nhau thai vậy. Đó. Nếu cho trẻ bú ngay khi trước khi mẹ dùng liều tiếp theo thì lượng thuốc vào trẻ sẽ ít hơn. Đó nên người ta thường hay 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 chị hướng dẫn phụ nữ có thai là nếu bắt buộc phải dùng thuốc thì thường là gì, cho vừa cho trẻ bú xong thì chúng ta có thể dùng thuốc ngay. Còn nếu như trước khi mà trẻ bú thì chúng ta nên vắt cái lượng sữa thừa ra. Đó. Ở đây, yếu tố ảnh hưởng lượng thuốc qua sữa mẹ. Thuốc dễ vào sữa là những thuốc tan trong lipid đó, phân tử lượng nhỏ và liên kết kém với protein huyết tương, nghĩa là với dạng tự do phải nhiều và có tính bazơ yếu, lưu ý bazơ yếu bởi vì pH sữa thì thấp hơn pH của huyết tương đó. Các em thấy thấy này đó, nồng độ của thuốc ở trong sữa và trong máu đó là
trong máu là ví dụ như bệnh phụ nữ có thai mà uống vào hấp thu đến đây là bắt đầu nó cũng đi vào đâu rồi, đi vào sữa rồi, thấy không? Rồi điểm B là lúc này là bằng nhau hòa, thì sau đó ở sữa là vẫn còn cái nồng độ vẫn còn rất là cao, trong khi đó là ở mẹ thì sao, do sự thải trừ của thận thì bắt đầu là giảm rất là nhanh rồi, nó ra khỏi máu rồi đó. Như vậy sau 24 giờ thì thuốc vào trong sữa vẫn còn, thấy không, thuốc trong sữa vẫn còn này đó, chưa được thải trừ hết. Như vậy là nó khi vào đây thì cuối cùng nó đi vào ai? Nếu như mà chúng ta vắt đi thì thôi, còn nếu mà trẻ bú thì chắc chắn là trẻ sẽ coi như là hấp thu cái phần thuốc này trong sữa. Đó. Những thuốc ảnh hưởng đến khả năng bài tiết sữa khi dùng cho phụ nữ cho con bú thì có hai nhóm. Thứ nhất là gì? Thuốc kìm hãm bài tiết sữa. Đó. Thuốc kìm hãm bài tiết sữa. Đó là những cái thuốc mà ảnh hưởng trực tiếp đó đến cái gì các em? Kích thích estrogen, tác động trực tiếp lên cái chỗ mà sản xuất prolactin này này. Đó, ví dụ là androgen, clomifensitrat, imao, dẫn chất cửa lõa mạch. Dẫn chất cửa lõa mạch là nhóm thuốc gì các em còn nhớ không? Ừ. Còn nhớ không? Dẫn chất cửa lõa mạch là thuộc nhóm thuốc gì à? Không, không ai biết phải không? Cũng là thuộc nhóm thuốc tăng huyết áp thôi, lấy từ cái nấm mà cái nấm cửa lõa mạch, cái nấm đó nó cũng có thể chiết xuất ra các cái chất đồng vận giống y như là progranulin rồi đó. Adrenaline đó. Đó. Giống như là adrenaline dẫn chất cửa lõa mạch. Lấy từ nấm, nấm cửa lõa mạch đây, người ta gọi là dùng chung là cái từ dẫn chất. Cái này học ở bài huyết áp các em phải coi lại, nó cũng có một cái phần nhóm riêng như này. Đó. Imao là thuốc gì à? Imao là thuốc gì? Nhớ không? Chống đồng cảm. Đúng rồi, ức chế enzyme mà để enzyme thoái hóa gì adrenaline và noradrenaline, đúng không? Đúng rồi đó, ức chế enzyme gì monoamine oxidase đấy đó. Bromocriptine, lợi tiểu thi axit, levodopa hay là vitamin B, B6 đó. Thứ hai là gì? Thuốc làm tăng tiết sữa là những cái thuốc kháng thụ thể dopamine đó, những cái thuốc domperidone, metoclopramide, thuốc chống nôn hay là các thuốc ức chế rối loạn tâm thần này, haloperidol, clobromazine, đây là những thuốc làm tăng tiết sữa. Đó. Thì trong cái quá trình mà đang cho con bú mà chúng ta cho bệnh nhân uống những cái này thì nó sẽ làm khô sữa bệnh nhân. Đó. Như vậy nguyên tắc chung trong sử dụng thuốc phụ nữ có thai cho con bú đó là hạn chế tối đa dùng thuốc. Đúng rồi. Chọn thuốc nếu đã sử dụng thì phải hạn chế những cái thuốc mà không an toàn. Chọn thuốc an toàn, thuốc có tỷ lệ nồng độ sữa huyết tương phải thấp, nghĩa là những cái thuốc an toàn rồi, sau đó là đến cái phần chúng ta phải chọn là thuốc thải trừ và sữa ít nhất, thời gian mang thai cũng ngắn nhất đó, càng ngắn để cho nó thuốc nó thải trừ kịp cho đến cái lần cho con bú tiếp theo. Đó. Vì thường là cho con bú thì các em biết rồi, chu kỳ là khoảng 4 tiếng một lần đó. Tránh dùng liều cao nên cho trẻ bú ngay trước khi dùng thuốc đó.
cần vắt sữa bỏ đi nếu không cho trẻ bú trong thời gian dùng thuốc. Đó. Chờ khoảng 4 lần T 1 phần 2 rồi mới cho trẻ bú mẹ. Đó. Cân nhắc lợi ích và nguy cơ. À, cái này thì đó rồi. Cân nhắc giữa là nếu như bệnh của mẹ quá nguy kịch cần dùng thuốc thì thôi, phải cho mẹ sử dụng thuốc. Nếu như thuốc đó không an toàn cho thai nhi thì chúng ta cho trẻ bú ngoài. Đó, thì đó là cái lựa chọn giữa cân nhắc về lợi ích và nguy cơ thôi. Ở các cái bệnh viện phụ sản người ta phải xác định điều đó. Nếu như mà để cứu tính mạng của người mẹ thì phải chấp nhận thôi. Đó. Đây là một số những cái nhóm thuốc không sử dụng khi đang cho con bú này. Ví dụ là thuốc amiodarone này, lợi tiểu này, aspirin, benzodiazepine, chloramphenicol, ciclo gì, porin, ciprofloxacin, thuốc sinh, cocaine, hormone ngừa thai, thuốc độc tế bào, ergotamine. Đây, ergotamine đây, thuốc dẫn dẫn chất cửa lõa mạch đây. Đó. Octreotide, nhuận tràng, sulfonylurea. Sulfonylurea là thuốc điều trị gì à? Lợi tiểu thì axit, vitamin A rồi đó. Đó, như vậy đó là những cái thuốc chúng ta không sử dụng, chống chỉ định hoàn toàn nhớ. Nó chống chỉ định chứ, nhưng mà nếu như mà nhắc lợi ích nguy cơ thì khó nói rồi. Tiếp theo là sử dụng thuốc trong nhi khoa. À, thì người ta phân loại trẻ này, trẻ em, trẻ đẻ thiếu tháng, sơ sinh, trẻ 1 năm, trẻ nhỏ, trẻ lớn, từ trên 6 tuổi, còn thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi. Đó. Còn như các em là trên 18 tuổi thì người ta sẽ gọi là gì? Thanh niên, người lớn. Sự khác biệt về dược đồng học ở trẻ em sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi này. Đó. Thứ nhất về hấp thu. Hấp thu thì các em thấy rõ là gì? Axit dịch vị tiết cũng còn kém, cho nên là pH dạ dày cao. Tốc độ làm rỗng dạ dày cũng chậm hơn người lớn, nó cũng gần tương tự như phụ nữ có thai á. À. Nhưng mà ngược lại nhu động ruột thì lại sao? Mạnh hơn trẻ lớn, các em thấy ở trẻ nhỏ là cứ rẹt đi ra cái là rẹt rẹt liền đúng không? Đó, cho nên là gì? Nó sẽ giảm hấp thu những cái thuốc có tính axit yếu đó, như aspirin, phenobarbital, phenytoin. Nhưng thời gian thuốc lưu dạ dày lại lâu, nhưng giảm thời gian lưu của thuốc tại tại ruột đó, cho nên làm sản sinh khả dụng đó của ví dụ như những cái thuốc ví dụ như là theophylline này đó. Bởi vì những cái thuốc này sinh khả dụng ở trẻ 1 tuổi rất là thấp, 50% thôi đó. Còn gì nữa, hệ enzyme axit mật thì cũng gì chưa hoàn chỉnh, nói chung là cái tất cả đều chưa hoàn chỉnh hết, cho nên là một số những cái thuốc mà phải gì nhờ chuyển hóa bởi một số những cái enzyme ví dụ như là chloramphenicol palmitate thì cần phải có enzyme amylase ở nước bọt thì khó không phân tách được cái ester của chloramphenicol đó, nên khó chuyển hóa này. Rồi một số những cái thuốc mà tan trong lipid sẽ bị giảm hấp thu này đó. Trẻ em về sự hấp thu thì còn lưu ý về cái dạng bào chế đó là gì? Thường là thường hay sử dụng dạng uống lỏng nhiều hơn đó, bởi vì dễ nuốt nhưng sẽ gì kém chính xác về liều lượng đó, cho nên là gì lưu ý ở các thuốc có tác dụng phụ ở nồng độ cao không hiệu quả nếu nồng độ đấy đấy thấp. À, ví dụ như là theophylline, bài trước chúng ta nhớ đến cái theophylline rồi đó. Đó. Bài hôm trước là chúng ta thường xuyên hay ví dụ về theophylline đó. Đó, nghĩa là cái hệ cái gọi là gì khoảng cách điều trị thì lại hẹp mà cái không hiệu quả ở nồng độ đáy thấp, nghĩa là luôn luôn phải sử dụng liều tải. Đó, lưu ý. Đó. Về đường tim, đó là đường uống. Còn về đường tim thì thường là
người ta hay sử dụng đường tiêm gì? Nếu như mà tiêm bắp thì hấp thu rất là chậm và gây đau. Các em thấy tiêm bắp ở trẻ em thì rất là dễ, nó rất là hay dễ khóc bởi vì nó đau, bởi vì cơ bắp nó còn còn nhỏ, nó chưa hoàn thiện được hết, tưới máu cũng chưa đầy đủ nên khó biết chính xác sinh thể dục. Thường người ta thấy tiêm tĩnh mạch, nói là vậy nhưng mà đa số trẻ em thì bây giờ người ta muốn nhanh gọn, đặc biệt ví dụ là thì người ta tiêm vaccine rồi, đó là người ta tiêm bắp thôi. Đó. Về đường qua da, qua da thì hấp thu rất là mạnh bởi vì nó da nó mỏng mà, đó. Nước tại da thì lại cao, đó. Cho nên là tránh sử dụng những cái thuốc mà bôi qua da mà gây tổn thương, ví dụ như là lidocaine này, corticoid, đó. Hoặc ví dụ như là có cái thuốc lidocaine, lidocaine á, thì người ta chống chỉ định cho trẻ dưới 1 tuổi, bởi vì khi bôi qua da nó hấp thu quá nhanh, nó rất dễ gây methemoglobin. Đó. Còn đường tiêm tĩnh mạch thì cô nói rồi, chủ yếu là tiêm tĩnh mạch, đó. Qua đường tiêu hóa thì chậm rồi, da thì mỏng, cho nên là nên nên sử dụng tại chỗ thì cần phải gì giảm liều lại, đó, bôi một lớp mỏng thôi. Còn đường trực tràng, đường trực tràng là cái đường cũng hay khá là sử dụng nhiều ở trẻ, bởi vì trẻ khó, nhiều khi đang mổ ói mửa rồi nhu động ruột thay đổi rồi khóc rồi đó vân vân, để tránh được chuyển hóa qua một qua gan đó, cho nên là người ta hay lợi dụng cái đường trực tràng, ví dụ như là có trong nhiều trường hợp như là hạ sốt này, ăn thần này, chống co giật này, hoặc là thuộc bằng cái ống glycerin trong trường hợp táo bón đó, thì đường trực tràng ở trẻ em sử dụng khá là nhiều, tuy nhiên là cũng ít cảm dụng lại, nhiều khi là cũng rất dễ gây kích ứng cảm ứng nếu như chúng ta dùng nhiều quá. Còn niêm mạc mũi, niêm mạc mũi thì có một cái vấn đề đó là gì, niêm mạc rất là mỏng, nhiều mạch máu hấp thu rất là nhanh đó mạnh, đặc biệt là những cái thuốc gây co mạch như là ephedrine, napazoline đó, pseudoephrine, thì các em biết người ta chống chỉ định cho trẻ dưới 2 tuổi bởi vì nó hấp thu quá nhanh và nó lên lên trên mạch máu ở não và nó sẽ gây thiếu oxy đó, rất là mạnh, cho nên là sẽ gây thiếu oxy và trẻ sẽ gì tổn thương, thiếu oxy cấp nguy cấp ngay, nguy cơ gọi là ngộ độc ngay lập tức đó, cho nên là người ta chống chỉ định. Mà các em biết những cái lọ này, nhà napazoline rồi này nọ là rất hay phổ biến ở nhà của mình đó, cái lọ nhỏ nhỏ chút chút đó mà những bạn người người lớn mà ví dụ như là bị cảm sổ mũi, xung huyết sổ mũi đỏ, các em biết xung huyết là sổ mũi là do giãn mạch ra, thì khi chúng ta sử dụng các cái thuốc này là nó để co mạch lại, là chúng ta thấy rất là dễ chịu đó, đỡ ngay là cái xung huyết sổ mũi liền đó. Mà nếu như cái này mà để rơi vào tay trẻ hoặc ngay cả người lớn không biết, nhiều khi thấy trẻ sổ mũi rồi cứ dùng những cái này mà nhỏ ngay lập tức là coi như xong đó, không được đó, nó sẽ gây thiếu oxy trực tiếp trên não và trẻ sẽ rất dễ tử vong nữa đó, suy hô hấp ngay, nó suy hô hấp thì cũng không đúng, mọi người nó gây thiếu oxy ngay lên não đó. Sự phân bố thì ảnh hưởng cũng rất là dễ thấy đó. Thứ nhất, mỡ thì thấp mà nước thì cao, cho nên là gì giảm phân bố các thuốc tan trong nước, nhưng lại ảnh hưởng đối với gì những cái thuốc mà tan nhiều trong nước thì cần phải tăng liều à, nhớ không, ví dụ theophylline đó, thì ở trẻ nhỏ thì phải tăng liều đó. Còn albumin cũng giảm, cho nên là tỷ lệ thuốc tự do sẽ tăng đó. Rồi gì nữa, hàng rào máu não thì nguy cơ tăng tính thấm rất là cao, ở người lớn thì 40% thuốc qua hàng rào máu não, chứ còn là trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh là 80% các thuốc là đều qua được hàng rào máu não hết, và nguy cơ rất là lớn và tác dụng phụ đến hệ thần kinh trung ương đó. Đấy là tỷ lệ dịch nước ngoại bào. Để các em thấy trẻ sơ sinh cái này thì cái bài bài đầu tiên hôm trước cô cũng đã có một cái
cái hình như thế này rồi, đó là đối với lại newborn với lại người lớn là các em thấy là lượng nước dịch nội bào và thấy là thay đổi rất là rõ rệt đó, rất là lớn đó. Cho nên là đối với những ảnh hưởng với những cái thuốc mà tan nhiều trong nước. Còn về sự chuyển hóa khỏi nói nữa, gan thận đều chưa hoàn thiện cho nên sẽ giảm quá trình chuyển hóa hết đó. Còn sự gì đây, chuyển hóa thì enzyme gan đó, chưa phát triển hết này, mới sinh cho nên là gây ra cái hội chứng xám khi sử dụng chlorampheniconazole. Đã nghe đến cái hội chứng xám chưa đó, về sờ thử trên mạng đi đó. Còn sự thải trừ, sự thải trừ cũng tương tự đó. Thận thận thì giảm chức năng ở trẻ sơ sinh đó, bắt đầu là tăng dần này, tăng tăng nhanh tốc độ lọc cầu thận ở trong 4 tuần đầu tiên nên nó thay đổi được cái tốc độ thải trừ thuốc đó. Các em thấy T1/2 của gentamicin trong máu mà ở trẻ sơ sinh, mà trẻ sinh mà sinh sớm, sinh non này, các em thấy sinh non trước 48 giờ đó, thì sau 40 sinh non thì sau 48 giờ thì T1/2 là 18 tiếng đó. Còn trẻ bình thường rồi thì là 3 giờ sau 1 đến 4 tuần tuổi, hay là người lớn là 2 giờ đó. Thì khi nào trẻ từ 9 tháng tuổi trở đi thì bắt đầu chức năng mới bằng gì? Người lớn. Chức năng thận. Đó. Mấy cái này về các em coi đi, không có gì cả, sự thay đổi về tuổi. Những thay đổi trong đáp ứng thuốc ở trẻ em. Đó. Nãy chiều nói tóm lại thôi, hệ thần kinh trung ương chưa hoàn thiện, điều hòa thân nhiệt cũng chưa hoàn thiện nên các em thấy là rất dễ sốt à, mà đã sốt thì rất nguy cơ sốt rất là cao à. Da trẻ mỏng tính thấm cao nên các em thấy này, sử dụng một số thuốc đối với người bình thường thì có thể là gì không ảnh hưởng, nhưng với trẻ em thì nguy cơ rất lớn, ví dụ như là teracilin corticoid thì biết rồi đúng không, dậy thì sớm do hormone sinh dục, độc thần kinh do hexachlorophen đó, độc tế bào, tăng áp lực nội sọ khi sử dụng cái này, axit nucleic là gì à, còn nhớ không hay đã quên? Đúng rồi. Thường hay chỉ định trong bệnh gì? Chỉ định trong gì nào? Rồi. Chỉ đường tiết niệu. Rồi tiếp. Vàng da do novolucin, sulfonamide, vitamin K. Đó. Hay là phòng thấp hỏng răng với teracycline. Đó là bởi vì nó liên kết với canxi ở trong xương, đó, trong răng, đặc biệt là răng sữa thôi. Đó. Đó. Cho nên đối với trẻ em thì chắc chắn chúng ta phải giảm liều đúng không? Suy gan, suy thận thì có công thức đó, suy thận có công thức của giảm liều. Còn trẻ em thì liều mặc định rồi, đó, công thức của gan nè. Đó. Vì các em xem mấy cái này chắc mình cũng quen hết rồi. Công thức của Fry này là dành cho nhũ nhi nha. Nhũ nhi là trẻ từ 0 tới 12 tháng là nhũ nhi. Đó, là người ta dùng công thức Fry. Đó. Ngoài ra thì đối với lại gì, một số những cái thuốc mà sao em, những cái thuốc mà nó gọi là có cửa sổ điều trị quá hẹp thì người ta lại phải sử dụng cái công thức nó chính xác hơn để đảm bảo liều nó chính xác với từng cá thể trẻ à, ví dụ như là dựa vào bề mặt cơ thể đó, là người ta sử dụng gì, dose của children là bằng dose của adult người lớn này nhân với này diện tích bề mặt cơ thể chia 1,8, thì S là bằng cân nặng nhân chiều cao chia 3.600 đó, nghĩa là ví dụ một trẻ vô bị có bệnh mà chúng ta thấy là kê thuốc mà ví dụ theophylline
kê thuốc mà phạm vi điều trị quá hẹp thì chúng ta phải tính S của đứa trẻ đó rồi chúng ta lấy liều người lớn dùng công thức này đó. Hoặc là dựa vào cân nặng hoặc là dựa vào lứa lứa tuổi đó. Thì đây là hai công thức này thì là hai công thức của Việt Nam mình hay sử dụng hơn. Còn cái công thức này là chung của thế giới mà Cam biết cái thế giới thì nhiều khi là gì nó ứng dụng nó cho cái trọng lượng thể trạng của người nước ngoài ví dụ 150 trọng lượng trung bình người lớn, nhưng mà Việt Nam mình thì đâu có phải là 150 đâu đó, cho nên hiện nay thì chúng ta sử dụng theo ba cái công thức này đó. Đó. Theo cân nặng phổ biến nhất. Đó. Theo tuổi, trường hợp cân nặng bị thay đổi hoặc không đo được thì chúng ta tính theo tuổi thôi. Còn theo diện tích bề mặt cơ thể là cần chính xác, là cô vừa mới nói rồi đó. Đó là ba cái công thức này, cân nặng, lứa tuổi, bề mặt cơ thể. Lựa chọn chế phẩm thuốc dùng, đường uống, đường tiêm, đặt trực tràng khi dùng. Đường uống thì cần phải dạng lỏng này, có màu sắc vị ngọt. Đường tiêm thì tránh tiêm bắp đó, nói vậy thôi chứ bây giờ đa số thì đều tiêm bắp giống nhanh, chứ trẻ em tiêm tĩnh mạch thì sợ tai biến đó, nói là như vậy thôi chứ thực ra là vẫn sử dụng tiêm bắp khá phổ biến hơn đúng không. Còn đặt trực tràng nó rồi hấp thu tốt. Còn khí dung ví dụ như là hen rồi đó thì các em lưu ý nhiều khi những trẻ nhỏ 1-2 tuổi người ta không chưa có cái khái niệm là hít vào một liều đó, bình mà chúng ta bóp và nhiều khi chúng ta bóp vào mà nó có hít vào đâu, người lớn mình bóp thì hít đúng không, thì như thuốc điều trị hen thì như vậy trẻ dưới 5 tuổi người ta hay phải sử dụng máy khí dung hoặc là cho vào một cái buồng phun thích hợp, nghĩa là cho một cái phòng nhỏ như vậy người ta xịt khí dung thuốc vào và trẻ chơi và hít thở bình thường đó. Đó là để đảm bảo là liều nó ổn định và nó hít thở bình thường và trong một khoảng thời gian nhất định, chứ còn là khó mà sử dụng cái bình xịt thở định liều như là trẻ trên 5 tuổi. Lưu ý đó, trẻ em không phải người lớn thu nhỏ mà chúng ta cần phải đánh giá lại rất là nhiều nhiều vấn đề, chứ không phải là chỉ mỗi cái việc là trẻ là người lớn thu nhỏ và chỉ giảm cái liều không đâu đó. Cần phải đánh giá là gì, à một số những cái thuốc có độc tính trên trẻ thì không được sử dụng đó. Mấy cái này thì thôi khỏi nói nữa, không nhắc nữa. Những cái thuốc ảnh hưởng đến trẻ lựa chọn thì phải tránh đó, các em cái này các em về đọc đó. Mấy này quen thuộc quá rồi đúng không đó. Đó. Trẻ sơ sinh đó, nếu mà bình thường thì nếu như mà để thuốc mà điều trị thì cô người ta phải tiêm tĩnh mạch đó, chứ còn bình thường mà để gì để ví dụ tiêm vaccine, tiêm những cái thuốc mà không cần phải xác định đến cái chính xác liều lượng thì người ta thường cũng có thể vẫn tiêm tiêm bắp đó. Cuối cùng là sử dụng thuốc cho người cao tuổi. Người cao tuổi thì đặc điểm dược động học đó là cũng gần gần giống như trẻ em vậy, nhưng nó khác một chút thôi. Hấp thu thuốc thì về đường uống thì nó giảm tốc độ rỗng dạ dày, cũng tương tự như trẻ em đó. Giảm tiết axit, giảm lưu lượng máu ở ruột, giảm diện tích bề mặt hấp thu đó. Về ngoài da thì da thì rất là khô, lipid cũng giảm nên hấp thu qua da cũng giảm, bởi vì nói chung là nó có một cái lớp sừng sừng hóa lên da rồi đó. Còn về tim bắp thì khối cơ giảm, tưới máu giảm nên hấp thu cũng giảm đó. Chuyển hóa thuốc qua gan lần đầu thì không nói nữa, nói chung gan và thận của người cao tuổi là lão hóa, cho nên là tất cả là gì
cái chức năng của qua gan, chuyển hóa gan ở gan rồi thải trừ thận đều kém, cho nên là nó những cái thuốc sử dụng nó sẽ làm tăng tác dụng hết đó. Còn về phân bố thì ngược với trẻ em, lượng nước cơ thể thì làm giảm, cho nên là làm giảm thể tích phân bố, cho nên là làm tích lũy thuốc này, tăng nồng độ trong máu và mô, cho nên cần phải giảm liều. Ngược lại trẻ em thì là ngược trẻ em tăng liều đó. Tỷ lệ mỡ tăng nên là tăng phân bố các thuốc tăng trong mỡ và tích lũy đó, như barbiturate, diazepam, giảm protein huyết tương đó, nên tăng tỷ lệ tự do. Mấy cái này thì dễ suy luận rồi. Cuối cùng là chuyển hóa thuốc ở tại gan thì cũng tương tự đó, thải trừ thuốc qua thận đó, cũng là cần phải giảm giảm liều đó. Mấy cái này thì dễ rồi, chỉ có một cái ý cuối cùng nữa là thôi, đó là gì? Thay đổi về dược lực học. Thì người cao tuổi là một cái nhóm người bệnh mà nó rất dễ nhạy cảm với thuốc. Đó là gì? Bởi vì cái nhóm này giống như là coi như là dạng như là đã lờn thuốc rồi, người ta đã coi như là các cái receptor trong cơ thể nó đã trở nên có một cái gọi là cái gì các em, thay đổi đáp ứng rồi đó, thay đổi đáp ứng với thuốc rồi, liên quan đến giống như kể như là đã từng do tổn thương của những cái cơ quan trước đó, của bệnh lý rồi, liên quan các em từ khi sinh ra cho đến khi 60 70 tuổi là có bao giờ các em không bao giờ dùng thuốc không? Không bao giờ, ai đều trải qua hết, và như vậy là trở thành một cái đối tượng mà dễ bị tổn thương và nhạy cảm nhất liên quan đến tuổi tác do quá trình dùng thuốc. Cho nên các em thấy rất là dễ nhạy cảm này, dễ bị tụt huyết áp thế đứng. Mà khi sử dụng những thuốc hạ huyết áp là có cái tác dụng phụ là hạ huyết áp. Và thứ hai là rất dễ bị ngã do mất thăng bằng tư thế, bị những thuốc ngủ an thần, rồi khả năng điều hòa thân nhiệt cũng sẽ giảm đi. Nên những cái thuốc mà một số những cái thuốc rất là dễ gây gì, hạ thân nhiệt đó. Rồi giảm chức năng nhận thức, những cái thuốc ức chế thần kinh trung ương rồi vân vân thì cũng sẽ rất là dễ gây giảm chức năng nhận thức của người già. Về bệnh lý nó còn bệnh lý thì nói rồi, người đã thay đổi đáp ứng với thuốc liên quan đến tuổi tác này, do các tổn thương của những quá trình bệnh lý kéo dài suốt cuộc đời, cho nên rất dễ nhạy cảm với ADR của thuốc đó, suy giảm chức năng gan thận, và đặc biệt là rất nhiều bệnh nền nền đa bệnh lý đây đó, cho nên rất dễ tương tác thuốc và tác dụng không mong muốn của thuốc đó. Cho nên các em mới thấy là ngay cả tới bây giờ dịch bệnh COVID-19, vì sao nó đánh vào người già nhiều? Vì người già có nhiều bệnh nền là đa bệnh lý, nên là tổn thương đầu tiên là gì, nói chung là nó đã dễ nhạy cảm với virus rồi, tổn thương hô hấp cũng rất là nhanh nặng nề, đồng thời sử dụng thuốc không đáp ứng được đó, bởi vì nó sẽ bị tương tác thuốc trong cái quá trình điều trị giữa các bệnh nền với nhau nữa đó. Cho nên là nhiều khi là đang sử dụng này là không tổ, sử dụng thuốc điều trị triệu chứng này thì nó lại là gây tổn hại ADR, nó tổn hại đến các cơ quan khác mà cũng đang 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 có bệnh lý đó. Nên là các em thấy như là đái tháo đường, huyết áp cao, sơ vữa động mạch, vân vân đó. Cho nên vấn đề cần chú ý ở người già đó là gì? Người già về sử dụng thuốc thì chúng ta cần phải rõ là rất khó tự sử dụng thuốc, cho nên là cần phải gì, cần phải luôn có kiểm soát. Hiện nay Việt Nam mình thì Việt Nam mình không mấy, chứ còn ở nước ngoài là người ta có dạng là family medicine, bác sĩ gia đình, là hàng ngày là bác sĩ băng hàng ngày luôn á, là bác sĩ họ đến nhà luôn để họ đưa thuốc cho bệnh nhân uống rồi họ mới đi. Công việc của bác sĩ gia đình là một ngày người ta đi cả hàng trăm nhà, như vậy là cứ qua nhà này 5 phút
là địa chỉ để cho bệnh nhân, cho người già uống thuốc rồi qua nhà khác tiếp tục cứ như vậy, hoặc là bác sĩ gia đình, hoặc là cùng sau đó có thể là y tá nữa đó. Bởi vì sao, người già rất là khó kiểm soát được cái vấn đề về uống thuốc đó, giảm trí nhớ, mắt kém, run tay, và đặc biệt là rất thích lạm dụng thuốc. Bởi vì cảm giác người ta nhiều triệu chứng quá, người ta cứ nghĩ rằng thôi cứ uống vào để cho hết, để cho thoải mái trong cảm giác nó thoải mái trong người đã. Đó. Ngoài ra nữa là gì, những cái thói quen sinh hoạt loãng xương nên là ít vận động, mà uống thuốc thì thích nằm hơn này, nên mà các em biết rồi, khi nằm thì uống thuốc thì thuốc nó mới xuống đến cái phần gì, nhiều khi nó mới chỉ phải đến hầu thực quản thì sao, nó dễ gì nó bị mắc ở đó, và nó sẽ gây gì, nó gây là tổn thương ở niêm mạc ở đó đó. Rồi ít khát nên ít uống nước, mà ít uống nước thì thuốc sẽ không được hòa tan hết, không nó là kém hấp thu đó. Tất cả những vấn đề cần chú ý người già trong vấn đề sử dụng thuốc đó là gì, ngoài cái việc là cần phải giảm liều, thì những cái vấn đề cần chú ý khác đó là cần phải kiểm soát trong quá trình sử dụng thuốc của người già đó. Đó thì bài bài về các đối tượng về sử dụng thuốc thì đó, đến đây là hết.